Xin chào quý vị, anh chị và các bạn, các gia đình đã đến với vườn nho của Chimmy. Hôm nay thì nho của Chimmy đã chín rất là nhiều và đang chờ mọi người đến để thu hoạch. Ngoài thu hoạch tại vườn thì mọi người có thể đặt nho giao tận nơi nhé. Chimmy sẽ có những buổi live stream và giao hàng cho quý vị, anh chị và các bạn, cho các gia đình. Mọi người có thể đặt nho về cho gia đình mình này, về cho người thân, cho bạn bè, hoặc quà tặng cho đối tác. Nho của Chimmy với những chùm nho rất là ngon và đẹp mắt. Đây, đang chờ mọi người đến để thu hoạch. Đến năm nay thì nho của Chimmy khá là được mùa. Đây, trong những cái chùm nho rất là to. Đây, mọi người có thể thấy. Đấy. Cái chùm nho này phải đến 1,5 cân đấy mọi người ạ. Hôm trước thì Farm có thu hoạch một chùm nho được 1,6-1,7 cân. Đây. Cái chùm nho này mình nghĩ cũng phải được 1,5 cân đấy. Rất là dày quả, nhiều quả. Và bắt đầu chín mọng rồi này. Như cái chùm này là đã rất là ngọt rồi nhá. Đây, hôm nay thời tiết cũng đã nắng ấm lên. Qua mấy ngày mưa vừa rồi rất là đẹp, thuận tiện để cho mọi người tới để thu hoạch nho. Mọi người yên tâm là thấy khu trong vườn của Chimmy, trong vườn nho khá là sạch. Đây, Chimmy Farm đã trải bạt ở dưới và hệ thống thoát nước nên là rất là sạch sẽ để mọi người có thể vào và thu hoạch nho nhé. Hôm nay thì các bác làm vườn đấy đã đi chăm sóc lại những chùm nho để cho nó luôn đẹp, luôn xinh tươi cho mọi người đến để thu hoạch. Đấy, mình sẽ đánh dấu chùm này cho với khách nào lựa chọn nhé. Đây, nhìn chùm nho rất là thích, rất là đã này. Nay phải nói là Chimmy năm nay trồng được cái chùm nho và có trọng lượng khủng ở nhất khu vực đấy ạ. Đấy, cả miền Bắc này, đôi khi cả Việt Nam luôn đấy. Và mình cũng đây thấy nhiều vườn nho nhưng mà trồng thì cũng được cái chùm nho khoảng trên dưới cân một chút thôi. Để đạt những chùm nho mà to như vậy ấy, thì rất là hiếm các bạn ạ. Đấy, nho to và đều. Đấy. Và đã đồng hồ chín hết rồi. Mọi người yên tâm là sản lượng nho năm nay của Chimmy rất là nhiều. Đấy, mọi người không sợ là không có nho để thu hoạch nhé. Đây, chùm nho rất là to. Đây, vườn nho của Chimmy. Đấy, rộng ra tận đằng kia. Đấy, cái khúc này là cuối tuần rồi là khách cũng đã thu hoạch bớt rồi đấy. Nó hơi trống một chút đấy ạ. Đây. Đây, còn những cái chùm nho bên cạnh nó cũng rất là to. Đó. Vườn nho trải dài xuống phía xa xa kia các bạn ạ. Ở khúc dưới đó cũng có khá nhiều chùm nho to. Đây, chúng ta có thể ngồi xuống để ngắm nhìn. Tại thì Chimmy sẽ bọc lại những cái chùm nho nhé, để cho tránh côn trùng này, tránh nước, tránh mưa gió mà sẽ làm hư mất những cái chùm nho các bạn ạ. Đây, bọc lại cho chùm nho nó xinh tươi đẹp. Đấy, cuối tuần rồi thì Chimmy cũng đã mở ra khá là nhiều để cho mọi người thu hoạch. Đây, hình như những cái chùm trong này này. Đấy là cũng rất là chín rồi. Đấy, đấy mọi người thấy chưa? Đây, để bảo quản đấy. Đây, có những cái bạn bay đang vào đây này, để thăm hỏi này. Đấy ạ, ngoài ra còn có chim nữa nhé. Ngọt. Đấy, chim và côn trùng. Thế nên là Chimmy bảo quản những cái chùm nho để mọi người tới thu hoạch nó được tươi ngon, được toàn vẹn đấy.
Đấy, nhìn trông nó đẹp đấy. Đây ạ, những cái chùm nho rất là to, quả căng tròn. Đấy. Đây ạ, đấy như trong này cũng là chùm nho được bọc cũng rất là chín rồi đấy ạ. Đây, dày quả đẹp như thế này. Đây, nó chen quả đang chen chúc nhau trên cái chùm này. Đấy, cái này là mình tỉa vẫn được để hơi hơi dày quả đấy ạ. Phan tỉa vẫn để hơi dày quả. Đây. Đấy, khi mà tại farm thì trồng mới rất là công phu để có được những cái chùm nho như vậy. Đấy, phía trên này phải che mái này. Đấy, che mái ni lông để cho mưa không vào được những cái trái nho này, dính nước sẽ dễ bị hư. Đấy. Và hệ thống che chắn này, chắn mưa này, rồi hệ thống bạt phủ này để cho cỏ không mọc này. Đấy, và nước mưa cũng sẽ trôi đi và không để bị úng. Úng gốc nho. Nhiều chùm nho được bảo quản thì cũng đã đổi màu rồi đấy. Đây, xa xa mọi người ngồi xuống có thể nhìn thấy đây cái dàn nho nhà Chimi. Đấy, nhìn rất là sai quả. Và những cái chùm khá là to, ngon và ngọt. Đấy, cái băng phía trên kia thì cũng đã được thu hoạch trước rồi. Bên này thì còn một ít cho chùm nhỏ hơn. Đấy, còn là khu dưới này thì đấy đang vào mùa cao điểm của nho đang chín. Rất là nhiều chùm to ngọt. Hôm trước thì đã có rất nhiều khách hàng chọn được những cái chùm nho mà cần cân rưỡi cân bảy đấy. Hiện tại giá nho tại vườn là thu hoạch tại vườn là 180k một cân. Đấy, khi mà các gia đình mua trên 3 cân thì sẽ được ưu đãi chỉ còn 150k một cân. Dạ. Và farm cũng sẽ có những cái ưu đãi dành cho những cái những gia đình mua nhiều ạ, mua để cho bạn bè, người thân hay mua làm quà tặng. Đấy, những cái túi trong túi này, thấy chưa, khi mà chưa bỏ ra đấy, mà bỏ ra sẽ nhìn cái vườn nho nhìn rất là thích mắt. Ngoài nho ra thì hiện nay farm cũng có cả dưa chuột này, có dưa hấu, dưa lê, có ổi để cho quý vị và các bạn thu hoạch. Hiện tại thì quý khách hàng mua nho cũng sẽ được tặng một số cái nông sản khác nhé. Đấy. Sẽ được tặng rau muống này, và dự kiến là cũng sẽ được tặng cả ổi, cả dưa. Ở khu này có mấy cây là mới trồng lại, sẽ bắt quả vào vụ tới, vụ cuối năm. Đây, khi mà bỏ ra thì mình sẽ nhìn thấy dàn quả khá là thích mắt. Đây, những cái chùm nó to đùng như thế này. Đây, sang bên đây có một chùm xanh. Là chung chùm luôn đấy. Đây, như trong này đấy. Cũng đã chuyển màu đỏ rất là đẹp rồi đấy ạ. Đây, chùm nhau to khủng khiếp.
tại thì đường đi vào vườn nho khá là thuận tiện nhá. Farm đã làm những cái đường này trải bạt nó bằng phẳng. Đấy, nó khô ráo sạch sẽ để các gia đình tới thu hoạch nho. Đây. Cái chùm nho rất là to khủng khiếp, siêu to. Đây ạ, à, đây chùm này cũng phải được cân 7 cân 8 đấy. Mình nghĩ cũng phải được gần 2 cân đấy. Đây. Hiện tại ở farm thì ngoài thu hoạch nông sản ra thì các gia đình có thể cho các con em của mình tới tham quan trải nghiệm. Có trải nghiệm bên farm bao gồm có khu vui chơi trẻ em, khu cà phê, nhà hàng ăn uống, khu sen đá, khu vườn hoa để check-in chụp ảnh, khu nhà kính dưa chuột này, khu vườn rau thủy canh này, và có cả khu động vật rất là sinh động mà cho các bé tới chơi. Có cừu, dê, có lợn, có rùa, có thỏ, có chuột lang, có gấu mèo, có cầy măng gút, có chim bồ câu. Cái chim bồ câu, các bạn chim bồ câu thì ở đây thì được thả tự do. Ngoài ra còn có hồ cá coi này, có thể tự để cho các bé và cho ăn miễn phí. Farm sẽ cung cấp thức ăn miễn phí cho các bạn. Rồi có cả khu câu cá, khu cà phê buổi tối khá là lung linh. Khu ở đây thì đấy, vẫn còn bọc này, chưa bỏ ra đấy. Rồi, Phạm xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau. Xin mời quý vị và các bạn ghé farm để thu hoạch nho nhé.